Tiếp tục set thứ ba, set chung kết kèo 4-4 giữa An Giang và Kiên Giang, đối đầu giữa Vinh Dạo An Giang và Phong Gòm Kiên Giang. Bên đây có đồng 5 gói không? Bóng chuyền kỷ niệm coi. Bóng chuyền kỷ niệm. Vinh Dạo phá bóng khởi động. Sẽ đã bắt đầu điểm 0-0. Đập bóng ngoài. Điểm cho An Giang 1-0. Điểm cho Kiên Giang 1-1. Chắn bóng tốt. Điểm cho Kiên Giang 2-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đá bóng tốt điểm cho An Giang hai đều. Bỏ bóng ngoài, điểm cho An Giang 3-2. Sân bóng chuyền này thuộc xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Điểm 3-2 cho An Giang. Đá bóng không qua lưới. Điểm cho An Giang 4-2. Bên An Giang lưới, điểm cho Kiên Giang 3-4. Đá bóng tốt, điểm cho An Giang 5-3. Đá bóng tốt, điểm cho An Giang 6-3. Bóng trong sân, điểm cho Kiên Giang 4-6. Đập bóng tốt, điểm cho An Giang 7-4. Bắt có một hỏng, điểm cho An Giang 8-4, hai bên đổi sân. Bên An Giang chạm lưới, điểm cho Kiên Giang 5-8. Điểm cho Kiên Giang 6-8. Đá bóng ngoài, điểm cho Kiên Giang 7-8. Đá bóng tốt, điểm cho An Giang 9-7. Đập bóng tốt, điểm cho Kiên Giang 8-9. Cái này 8-9 mà. Đập bóng tốt, điểm cho An Giang 18. Nó bắt gì là
Pha phá bóng khó chịu của Thiện Nhỏ. Điểm cho An Giang 11 8. Đi đâu? Trắng bóng tốt, điểm cho An Giang 12 8. Điểm với Kiên Giang 9-12. Kinh vào đập bóng tốt, điểm cho An Giang 13-9. 15 hả? Kinh vào đập bóng quá quy lực. Điểm cho An Giang 14-9. Điểm cuối, điểm cho An Giang 14-9. Rồi kết thúc set đấu set chung kết này, An Giang thắng Kiên Giang. Vừa đâu chút nữa đây.